chào tất cả các bạn đã đến với kênh Bibo TV. Đi, hôm nay mình sẽ vô siêu thị chơi nha các bạn. Tại vì hôm nay là sinh nhật mình nha. À, Bo vô siêu thị Bo chơi các trò chơi rồi Bo review cho mấy bạn coi nha. Dạ. Rồi Suzy có gì muốn nói với mấy bạn không? Suzy xin chào, xin chào các bạn đi. Xin chào các bạn, mình là Suzy. Rồi một hồi cô Lily và Bibo sẽ vô siêu thị và quay tiếp cho mấy bạn xem nha. Yeah. Tới khu trò chơi rồi nha mấy bạn ơi. Đây bây giờ mình sẽ mua vé để vô chơi nha. Đâu để coi coi nhiêu tiền. Cuối tuần là 100 ngàn một bạn nha. Con gì á Bo? Bo đứng Bo nhảy TikTok đi Bo. Nhảy TikTok giống hôm bữa con nhảy với cậu Ti á. Sao vậy, mất cỡ hả? Các bạn ơi, mua vé rồi giờ con đi vô khu trò chơi nha các bạn. Rồi, Bo đi vô đi. Hai bé hai người. Nè, nó đưa. Rồi, con đưa tay cho nha. Cô đeo kìa. Đeo vô tay mình mới vô chơi được nha. Rồi Bo đưa tay cho cô đeo vô con. Ủa Bo đâu rồi? À Bo đi cất dép hả? Rồi bây giờ mình cất dép nha. Đâu dép của Bo đâu rồi? À, rồi để mẹ cất dép vô, vô chơi đi con. Con đi với anh hai vô chơi đi con. Bơi vô nhà banh luôn. Cởi ống bát sushi ra nha, để hồi nóng lắm á. Cởi ống bát. Rồi, đi bơi đi. Đi bơi đi con. À. Anh hai đâu rồi? Qua bên kia chơi với anh hai nha. Nha, Suzy qua bên kia chơi với anh hai nè. Anh hai bên đây nè. Đi qua đây mà dắt qua đây. Thôi lại đây chơi với em nè Bo. Suzy chơi đi con. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
lớn da đâu còn cưỡi ngựa nữa. Sao con? Có, con đi chơi với em đi. Cái trò này là gì vậy bò? À, cho bạn ấn thử coi. Đây nhà banh bự hơn bên kia luôn nha mấy bạn. Bây giờ cô Lily với Bo thi thảy banh nha. Khoan đã, để cho mấy bạn thấy cái bảng thảy banh ở đây nè. Nó có hiện cái số bên trái nè, 140 rồi. Bây giờ nếu mà mình thảy mà lọc chúng vô ngay giữa thì nó sẽ, cái số nó sẽ nhảy lên từ từ nha. Không, bây giờ Bo thảy 10 trái đi, coi chúng được trái nào rồi tới mẹ. Hai trái trước. Nãy giờ chưa vô trái nào hết Bo ơi. Lên được 142. Lên 143 nè. Còn trái thì chút nha. Rồi giờ đến Bo quay cho mẹ thảy nha. Có 2 trái. Giờ đến cô Lily thảy 10 trái nha. Bo vô. 2. 1 trái. 3, 4, 2 trái, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Trời, vô được 4 trái hơn mình. Rồi Bo leo lên, Bo chuột xuống đi. Ủa nãy giờ Bo đâu mất tiêu rồi mấy bạn ơi. Bo ơi Bo. Rồi Bo bên kia nè mấy bạn thấy không? Đó Bo chuẩn bị tụt xuống này nha. Và bây giờ là Bo sẽ thảy banh vô trong cái rổ ở đằng kia nha mấy bạn. Thử coi trong vòng 1 phút ta Bo thảy được nhiêu trái Bo. Rồi, đổ banh xuống hết rồi. Bé đó. Cái này Bo đẩy chân á chứ đâu có chạy được đâu. Đâu mẹ thấy người ta đẩy chân không mà đâu con đẩy được coi. À. Rồi Bo để mẹ. Thôi video đến đây là kết thúc rồi. Cảm ơn các bạn đã xem video của Bo nha. Nếu thấy hay thì hãy cho mình một like và một đăng ký và một share. Hãy coi clip mình hàng ngày nha các bạn. Nhớ nhấn vào cái chuông nữa nếu được ha. Tại vì bây giờ kênh YouTube dành cho thiếu nhi với mấy bạn, người ta không có cho chức năng mà bấm vô cái chuông để theo dõi kênh nữa. Cho nên nếu các bạn thương với Bo đó thì nhớ theo dõi kênh của Bo mỗi ngày nha. Để Bo có động lực ra nhiều clip mới cho các bạn xem nữa. Cảm ơn các bạn nhiều. Còn bây giờ thì chào tạm biệt.